Anh em, xin chào anh em đến channel Game Mobile của mình nhá. Hôm nay anh giới thiệu anh em cách anh em nhận thế nào được nhiều Ruby nhất này. Thứ nhất anh em vào P4P nhá. Ồ, mình chưa vào được. Đấy, khi anh em đánh P4P anh em sẽ được có hạng và anh em sẽ nhận được coi như là kim cương này. Thứ hai là hàng ngày anh em có thể nhận được vào phần thưởng hà đấy nhá. Nhận này, được 50 Ruby nhá, kim cương nhá. Tiếp theo anh em nhiệm vụ. Đây vào thành tựu anh em có thể thỉnh thoảng anh em nhìn chưa đấy có nhận được kim cương nhá, đây nữa này đấy. Thứ ba đó là anh em vào Gulet anh em quay, nhưng mà như vẫn là quay phải xem quảng cáo, mình cũng không muốn cho lắm nhưng mà hên xui anh em sẽ được. Thứ ba anh em đi đột kích này đấy, đột kích nhá, anh em mở rương ra cũng có thể được coi như là kim cương này đấy. Xem nào, nữa là anh em vào tháp ma vương đấy, tháp ma vương kiểu diễn có chờ thì anh em để mình chỉ xem anh em, nhưng vừa cạn cũng hơi sương anh em, nhưng mấy cái đoạn đầu rất là dễ đấy anh em, nhìn chưa 100 ruby nhá, nói chung càng về sau càng sẽ càng được nhiều hơn. Đấy anh em nhìn chưa, đấy và cách coi như farm kim cương cũng tốt, đó là anh em vào phiêu lưu, anh em cắm chuột trong đây đấy, mình không biết là coi như cũng mình thấy cũng được rất là nhiều, anh em vào đấy cũng được kim cương nhá. Thứ ba là anh em tìm coder đấy, thì mình chỉ em cái trang luôn. Ok, mình thì mình hay vào cái trang Mr. Kyder này, nó có rất là nhiều coder hiện tại. Những code nào vẫn ngon thì nó vẫn để trên đầu tiên cho anh em này. Đấy. Copy này, mình không biết cái này mình add coding mình copy cho, copy luôn này. Mấy code mình ăn rồi nhá. Và trong đây nó sẽ để cho anh em này những code nào vẫn đang dùng được nhá. Code là expire là những code có hết hạn. Đấy. Xong vào đây mình sẽ chỉ cho em cách nhận code luôn nhá. Anh em ấn vào ba cái dọc dài này. Đấy, xong ấn vào mã coupon. Thử cái này mình chưa biết, mình nhớ cái này mình nhận chưa. Ok, đã nhận rồi. Nhưng chắc cách khác đây, ấn chữ coupon này. Đâu độ bộ nhớ tệ. Đấy. Xác nhận. Đã có 700 kim cương anh em nhìn chưa? Đấy. Hiện giờ thì mình đang nghĩ xem còn thêm một cái cách nhận kim cương nào nữa không. Nhưng mà nếu mà anh em cày chay thì mình nghĩ chắc đây những cách hiện tại là bây giờ như thế. Mình nghĩ chắc thế thôi, chứ không thấy cái chỗ nào có nữa. Ok anh em, đấy là chỗ anh em dân cày nhé. Đây là cách farm Ruby. Ok, cảm ơn tất cả anh em rất nhiều nhá. Và đừng quên like, subscribe cho mình. Chào tạm biệt anh em, bye bye.